Cụ thể, mọi điều khoản đã được chốt và Arsenal chuẩn bị hoàn tất thương vụ trung vệ người Italia. Calaiori sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng và chính thức khoác áo pháo thủ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cầu thủ 22 tuổi sẽ kịp tham gia tour du đấu mùa hè tại Mỹ cùng đội bóng mới. Xuất thân từ vị trí hậu vệ cánh trái, Riccardo Calafiori có thể chơi ở vị trí trung vệ và sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự Arsenal, đội về nhì Premier League mùa giải vừa qua. Sau kỳ Euro ấn tượng trên nước Đức, Calafiori đã chờ đợi để gia nhập Arsenal. Dù điều khoản cá nhân đã được hoàn tất, tuy nhiên rắc rối của thương vụ nằm ở điều khoản hưởng 50% của đội bóng cũ Basel. Ở mùa giải vừa qua, Calafiori góp công lớn giúp câu lạc bộ chủ quản Bologna cán đích ở vị trí tham dự Champions League. Với phong độ ấn tượng, anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia Italia, bao gồm Juventus, nhưng Arsenal với sức mạnh tài chính đã giành chiến thắng trong thương vụ. Huấn luyện viên Mikel Arteta gần đây đánh giá cao tầm quan trọng của công tác chuyển nhượng trong việc cạnh tranh những danh hiệu ở mùa giải mới. Với sự bổ sung Riccardo Calafiori, Arsenal đang hướng đến mục tiêu giành chức vô địch Premier League. Cách đây khoảng một tuần, MU đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Manuel Ugarte. Quỷ Điều sau đó tiến hành đàm phán với PSG để chốt được mức giá chuyển nhượng. Được biết, MU đã đưa ra hai lời đề nghị trị giá khoảng 45 và 55 triệu euro dành cho Ugarte. Nhưng PSG đều từ chối những con số này. Quan điểm từ phía PSG rất rõ ràng, chỉ chấp nhận bán Ugarte nếu nhận được đủ 70 triệu euro. Con số trên khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, báo chí Pháp cho hay Ugarte giờ đây không còn có trong kế hoạch của Luis Enrique hướng tới mùa giải mới. Đội bóng thủ đô nước Pháp cũng đã nhanh chóng đạt thỏa thuận chiêu mộ Joao Neves từ Benfica. Tuy nhiên, PSG vẫn quyết không để Ugarte ra đi với giá rẻ. Họ mới chỉ chiêu mộ tiền vệ số 4 vào mùa hè năm ngoái với giá 60 triệu euro. Dù được đánh giá đầy tiềm năng nhưng Ugarte lại không phù hợp với chiến thuật của Luis Enrique. Đó là lý do anh không được trọng dụng. MU muốn chiêu mộ Ugarte để thay thế dần cho Casemiro. Tiền vệ người Brazil đã lớn tuổi và sa sút phong độ rất nhiều ở mùa giải trước. AC Milan đang lên kế hoạch nâng cấp đội hình, qua đó tăng khả năng cạnh tranh cho mùa giải tới. Họ đang muốn đưa về một hậu vệ cánh đa năng và Emerson Royal của Tottenham Hotspur là một trong những ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân San Siro. Emerson Royal không được trọng dụng ở Tottenham Hotspur, anh chỉ đóng vai trò dự bị dưới thời huấn luyện viên Ange Postecoglou. Cầu thủ người Brazil muốn rời đi để được đá chính nhiều hơn, anh được cho là đã đồng ý với lời đề nghị từ phía Milan. Trong hai tuần qua, đội bóng Italia đã liên tiếp đàm phán với Tottenham Hotspur. AC Milan đã gửi hai lời đề nghị có trị giá 8 và 12 triệu bảng, nhưng đều bị Spurs từ chối. Theo Mirror, AC Milan đã đưa ra lời đề nghị thứ 3 cho Emerson Royal của Tottenham Hotspur. Lời đề nghị thứ 3 được cho là tương đương với mức giá 16 triệu bảng mà Spurs yêu cầu. Với việc đội bóng của Serie A chấp nhận chi số tiền mà Spurs yêu cầu, họ gần như đã có chữ ký của Emerson. Milan đang hy vọng có thể ra mắt cầu thủ sinh năm 1999 trong tuần này. Thị trường chuyển nhượng mùa hè sôi động với những thương vụ đình đám. Arsenal đã chính thức chốt xong bản hợp đồng với trung vệ Riccardo Calafiori từ Bologna. Cầu thủ 22 tuổi sẽ trải qua kiểm tra y tế trước khi chính thức gia nhập pháo thủ và cùng đội bóng tham dự tour du đấu mùa hè tại Mỹ. Calafiori, vốn nổi tiếng với khả năng chơi đa năng, sẽ tăng cường chất lượng cho hàng phòng ngự của Arsenal, đội bóng đang hướng đến mục tiêu vô địch Premier League mùa giải mới. Trong khi đó, MU đang phải đối mặt với mức giá cao ngất ngưởng từ PSG cho tiền vệ Manuel Ugarte. Sau khi đưa ra hai lời đề nghị trị giá 45 và 55 triệu euro, Quỷ Đỏ đều bị từ chối. PSG khẳng định chỉ chấp nhận bán Ugarte với mức giá 70 triệu euro, bất chấp việc cầu thủ này không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Luis Enrique. Điều này cho thấy PSG vẫn muốn thu hồi tối đa khoản đầu tư 60 triệu euro họ đã bỏ ra để chiêu mộ Ugarte vào mùa hè năm ngoái. Bên cạnh đó, AC Milan cũng đã thể hiện tham vọng khi chính thức chiêu mộ tiền vệ của Tottenham Hotspur. Dù chưa tiết lộ danh tính cầu thủ này, nhưng đây hứa hẹn sẽ là một bản hợp đồng chất lượng cho Rossoneri, hướng đến việc cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải tới.